mời các bạn cùng Không Lớn Từng Ngày bước vào viện âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật Erato, một ngôi trường nghệ thuật nơi các bạn nhỏ và ba mẹ đều háo hức mỗi khi bước vào. Nhưng không phải chỉ để học mà còn được chơi cùng nốt nhạc, vui với chuyển động, tâm sự với cò vẽ và tất nhiên là không thể thiếu nghịch ngợm cùng bạn bè. Nào, hãy cùng Không Lớn Từng Ngày gặp gỡ thầy cô và các bạn nhỏ trường Erato nhé! Ồ, lớp vẽ đầy màu sắc đây rồi, các bạn như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình vậy. Đằng kia là cô bé có bím đuôi sam thật dễ thương. Rồi con tô đi, tô mấy cái ô đó mà chị của con tô. Đúng rồi, tươi thấy không? Rửa cỏ sạch nó đẹp vậy phải không? Cô lấy màu sạch luôn nè, rửa cỏ sạch đi để nó dơ. Rồi con tối gì tôi chị lâu đi học vẽ dạ 4 tháng chị cô bé học vẽ bây giờ rồi cô là cô là chưa biết gì hết á, vô là cái bé ngồi tự nhiên mình chỉ cho cách nhìn màu sắc á, 12 màu, màu nào chánh màu nào phụ, biết ba màu gốc vàng lam đỏ vậy đó, rồi bé nhìn cái bảng ba màu biết cách ba màu rồi cái tự bác em tìm màu theo ý thích mình, em vẽ cái cách cho nó kỹ thuật cầm cọ thôi, cho nó biết cách tô lên tô xuống cho nó đều vậy thôi, cách múc màu vậy đó. Thì mấy bé tự nhiên phát triển tự do sáng tạo theo ý nó chứ không có ép nó theo cái khuôn khổ nào mấy nó bị cứng. Thì lúc mà nhông lâm đi học với chị á, lúc đó chị thấy là bé nó em gọi là có cái rồi hay là lúc đó là chị mới bắt đầu để hướng dẫn bé rồi sau đó thấy là bé không, bé cũng có cái năng khiếu là thích sáng tác, thích là bữa nay thích cái không gian gì vui chơi, hoặc là nay thích Noel thì vẽ cây Noel đó, thích mỗi cái không gian, mỗi người có sự kiện gì cái về bé thích về là vẽ theo cái ý mình đó. Nay là ngày Tết là vô vẽ cây mai, cây đào đó, mẹ chở đi Tết. Còn thể mà bữa nào mà thích có Trung Thu thì vẽ lồng đèn, ví dụ gì bữa nào thích nào chứ không biết, bữa nay thì thích vẽ nhà thờ thích vẽ cảnh. Nãy giờ vẫn chưa thấy Long Nhi cười hay là cô bé mắc cỡ vì các cô chú Không Lớn Từng Ngày đang ghi hình nhỉ. Hôm nào cũng vui vui vẻ vẻ, thích vẽ màu tươi tươi xíu, nào buồn lại vẽ màu đen, màu tím, màu đen, màu tém, tùy theo tâm trạng. Thấy hôm nào vô cũng thích vẽ đó. Thì bữa nào mà có buồn chút xíu là mẹ la hay là ăn sáng trễ sao không biết, mà hễ buồn chạy vô đây là vô nó vui rồi, cái vẽ nó nói liền á. Trời bữa nay con sao á, đi ăn trễ quá, bữa nay con mẹ con đi rồi, mẹ đi làm tới chiều mới đón thì sao. Còn mấy bé kia cũng vậy, hay vô kể lắm, cô ơi chút con phải vẽ con đi đá banh, mình chút bữa nay con làm cái này làm cái kia, kể là sao kể trên nghe rồi bắt đầu mới vẽ. Thấy bé vui lắm, mỗi lần vẽ một cái bài của nó là nó có câu chuyện. Ví dụ, ủa sao nay vẽ nguyên cái nhà to vậy mà có một em bé nhỏ xíu mà đứng kia không thấy ai. Giờ này là đi trong nhà đó đông lắm mà không có ai đưa cái mặt ra, có cái cửa sổ có một đứa đưa thôi, còn nhiều ở trong nhà hết. Nó kể đó, rồi có vẽ mặt trời, bên đây trời trăng, nó tự bữa nay là ban ngày, vẽ nửa cái mặt trời, ban kia đêm thì nó vẽ màu đen. Nó giải thích mình nghe, nó giải thích hay đó. Chia sẻ của cô Quyền Lam về Long Nhi làm chúng tôi nhớ lại buổi phỏng vấn thầy Nguyễn Hồng Minh, hiệu trưởng trường Erato về mục tiêu của trường. Mục tiêu của trường là thực hiện và nuôi dưỡng bởi các thầy cô yêu trẻ và vững sư phạm. Tờ mà bé vẽ thì lúc đó là
mình cảm thấy là rất là bất ngờ, tại vì một em bé nhỏ mà có một cái tài năng như vậy. Tại vì thật ra lúc mới đến là bé đã vẽ được cái 3D của cái hình ảnh rồi, những cái này là bé đã vẽ được hết rồi, thì bây giờ em chỉ tập trung dạy cho bé về cái bố cục để sắp xếp bố cục lại, rồi bắt đầu là nhận xét cho bé là cái nào được cái nào chưa, chứ không hề đụng về cái phần tạo hình của bé, tại vì phần tạo hình của bé quá đẹp, rất là vô tư, rất là ngây thơ. Và đặc biệt là bé có một cái khả năng ghi nhớ rất là tốt, chẳng hạn như trong cái bức tranh này, thì trong bức tranh này là bé vẽ studio học vẽ của mình lại, thì đây là em với bé. Mà đặc biệt là cách đây bé vẽ cách đây là cái bài này cách đây mấy tuần, thì trong đây những cái sự kiện trước, chẳng hạn cách đây mấy tuần có một cái học viên sơn một cái lồng chim ở đây, rồi có những cái bạn mà vẽ những cái hình học ở đây, thì bé có thể là vẽ lại hết. Bé ghi nhớ rất là tốt những cái hình ảnh. Rồi chẳng hạn như đây chị có thể thấy là cảnh ngập lụt của thành phố, thì bé có khả năng ghi nhớ lại và biểu hiện rất là sinh động. Mình khi mà mình nhìn vào cái bức tranh, mình cảm thấy rất là hạnh phúc, nó truyền cái cảm xúc. Và cái thứ hai là bố cục quá đẹp, quá tốt. Mình là không nghĩ đây là một em bé vừa mới sinh nhật 6 tuổi. Với tình thương và sự tận tụy của thầy cô dành cho mình, các bạn nhỏ trường Erato được thoải mái và tự tin vẽ nên ước mơ tương lai tươi đẹp. Minh Nguyệt ơi, con vẽ ở lớp và rồi về nhà con có thích vẽ không? Con bắt đầu vẽ từ lúc con nhỏ xíu tới giờ hay là con mới vẽ đây? Con vẽ từ 4 tuổi, giờ là được 5 năm rồi đó. Ngoài học vẽ ra, con còn thích môn nào nữa không? Là con đang tập violin hay là piano hay là... À, con đang tập piano. Có bao giờ ba mẹ ngồi cùng vẽ với con không? Con đã từng tới đó hay là con nhớ nó ở trong đâu đó? Tại sao con thích thầy cô ở đây? Thường á thì bước đầu phải có một cái phương pháp chung, học từ dễ tới khó, từ những hình cơ bản trước, rồi tùy theo cá tính mỗi bé thì khi mà có kỹ năng rồi, các bé sẽ phải tự thể hiện, và thể hiện thì lúc đó mình lại hướng cái bản năng các bé nó cao hơn. Rồi cái quan trọng là cái ngôn ngữ tạo hình, nắm vững ngôn ngữ để mình hướng cho các bé nó xây dựng cái hình ảnh từ cái tranh nó tạo hình. Rồi giống như các bé kể một cái chuyện mà bằng ngôn ngữ thị giác, ngôn ngữ bằng tranh, thì mình chỉ dạy cái đó. Rồi cái hay là cái đam mê của các bé thôi, đi học để mà thể hiện ra. Em biết vẽ trước khi biết viết, biết hát và biết nói. Khi khả năng ngôn ngữ phát triển chưa hoàn thiện, hội họa là phương tiện để trẻ có thể biểu đạt ý nghĩ, tư duy một cách hiệu quả và lý thú nhất. Những nét vẽ nghịch ngoạc, hồn nhiên rất cần thiết trong quá trình hình thành khả năng cảm thụ cái đẹp và khả năng tư duy sáng tạo của trẻ.
từ cái sự mà yêu thích trẻ con á, nên em sẽ dễ dàng tiếp cận được những cái bé nhỏ như độ tuổi này. Như cái độ tuổi này á, thì em có thể dễ dàng bắt chuyện, nói chuyện với bé. Đó, làm quen với các bé từ từ nhẹ nhàng. Có những bé thì những bé nam thì rất là năng động, nên mình sẽ bắt đầu những câu chuyện thích hợp với bé. Ví dụ như là những câu chuyện về khủng long, đề tài về thiên nhiên mà bé thích. Còn những bé như bé con gái thì mình sẽ bắt đầu những câu chuyện như là về công chúa, hoặc là những câu chuyện về cổ tích, nó thích hợp với độ tuổi của bé hơn. Từ từ bé sẽ làm quen với giáo viên và hợp tác với giáo viên nhiều hơn. Nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho con là định hướng vô cùng quan trọng. Chỉ cần được khuyến khích, trẻ sẽ làm tốt hơn những điều người lớn dạy bảo. Việc hướng đạo trong nghệ thuật cho các con cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, việc này cũng dựa trên năng khiếu và sở thích của mỗi đứa trẻ. Chúng ta cần giúp trẻ tiếp cận nghệ thuật theo cách tự nhiên nhất.